Rồi, chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta đã đến với tập tiếp theo của dòng game Dragon Age phiên bản số 2. Thì hôm trước mình đã vét đủ tiền để mà đi làm nhiệm vụ chính, nhưng mà khoan đã, mình muốn làm hết nhiệm vụ phụ của cái chương này rồi mình mới làm nhiệm vụ chính. Rồi bây giờ mình nói chuyện với ông bạn Varys của chúng ta coi có vụ gì hay nè. I've been dying to know what was going through your head when you fought that ogre. Bảo vệ gia đình mình I thôi. knew that whatever happened, I had to get the others to safety. Lots of people talk about nobility and selflessness, generally in the same stories that have magic beans. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you around. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. What are the deep roads like? Well, I could tell you the standard tales. Legions of darkspawn, ravenous beasts, cave-ins. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurous. Rồi thì ok, đi phiêu lưu thôi. Rồi nói chung là đây chắc là tới đây để nói chuyện với các bạn, tới nói chuyện dạng nói chuyện để lên điểm bạn thân thôi. Mình với lộ anh lùng ấy mặc định là bạn thân mà. À cái con mắm hải tặc chạy đâu mất rồi. Thôi được rồi, cái cá kiếm nó cũng được. Rồi để mình xem coi còn những vụ gì nữa nè, mình làm cho các combine nhầm trước đi. Nói chuyện với thằng Under, nói chuyện với Phoenix, nói chuyện với Mario. À mình đang muốn chuyện với con yêu tinh này. Ở nhà lại có nhiệm vụ à. What am I, your servant? There's a letter for you on the desk. À rồi, có nhiệm vụ. Ok. À, ok, chúng ta nhận thêm nhiệm vụ phụ thôi các bạn, không có gì đâu. Rồi, tức. Ok. Chúng ta tới thẳng nhà con Marine được, hay quá. Ok, nói chuyện với nó nào. This city is amazing. Do you know I saw someone get mugged? Right outside. It was fascinating. Everything happens here all at Em này có bộ là đang rất thích cái cuộc sống ở đây á. Nói chung là lần đầu tiên được rời khỏi rừng núi mà đi đến khu phố đô thị thì tất nhiên là cảm thấy rất là thu hút rồi, bởi vì lần đầu tiên được thấy nhiều người như vậy mà. Để coi mình nói câu này vậy. You get used to it eventually. If not, I suppose you end up like me, walking into walls and signposts, utterly distracted. It's so busy here, so many things just get lost. Rồi, thân thiện thôi. Are you feeling lost here, Meryl? À, em có thấy lạc lõng ở đây không? But một chút mà. I'll adjust. Tội thế. I'm glad you came by. I needed someone to talk to. Rồi, nhiệm vụ này chỉ tới đây nói chuyện cho vui thôi, không có vấn đề gì. Rồi. Nhiệm vụ gì đây? À khoan. Ban đêm. Để xem có gì ở đây nào. Đội hình 4 cô gái luôn các bạn. Chà, xa dữ ta. Bây giờ chạy xa dữ, điểm này hơi mệt đó. Hình như là mình tới cái cửa hàng của cái bà mà hay giúp đỡ như mình có. Tới bữa tối này thì hình như là hơi lạ đó. Gì nữa đây? Well, well. Now it's beginning to all make sense. Do I know you? Not yet, but I wager you'll be glad we met. The name's Dougal Gavorn,
And you're Bartran's new business partner. Không phải bạn, không phải đồng chí gì của thằng, không phải ta cộng tác, người cộng tác gì với cộng sự gì của thằng cha kia nhá. That remains to be seen. And that's what I need to talk to you about. Bartran turned aside my offer of help, even though I had the coin to spare. Thing is, I still think it's a promising venture. The fool won't let me invest, but if someone like you invested on my behalf... Quên đi. Nó đang dụ mình cho ông đi vay tiền đó mà. Think you can come up with a coin all on your own, eh? Fair enough. We'll find a way on our own. Really? From what I can tell, it seems your friend enjoys spending coin more than saving it. You change your mind? Come talk to me. I doubt this expedition is going anywhere in the meantime. Không thèm nhá. Đây đâu có thiếu tiền đâu, phải đi vay. Rồi, vụ này không nhá. Rồi, để nói chuyện với Under hoặc là thằng Phoenix. Này còn một này nhiệm vụ gì ta? Này là nhiệm vụ. Cái này là nhiệm vụ bạn bên đây là xe rồi, vậy là còn hai cái companion nữa rồi, còn đến chỉ Under và còn Phoenix. Bài đặt giờ thấy mình có căn đề nghị cho vay nặng lãi hả? Còn lâu. Chuyện đời sau game vậy các bạn thấy không? Lợi dụng lúc người ta khó khăn để mà cho vay lấy lời chào là mình không chấp nhận. Mấy thằng lùng đúng là rất giỏi kinh doanh theo kiểu thị sản nha các bạn. Trình độ phát triển xã hội của nó tính ra là hơn loài người một bậc ấy. Tại nếu mà các bạn nhìn nhận là thì ở đây nếu mà con người đang sống trong thời kỳ phong kiến, có thể giai đoạn cuối thì tụi lùng nó đã tiến lên xã hội tư sản rồi, mặc dù đôi khi tôi thấy tụi nó cũng còn có vua, nhưng mà quán ông nó dù là khoa học kỹ thuật hay cái gì nó cũng hơn hẳn con người cả. Chỉ có một cái nó dở hơn là nó không biết xài phép thuật thôi. Với lại mấy ông người lùng mình chả biết bảo vệ môi trường là cái gì cả. Thành ra là hầu như lùng với ép lúc nào cũng đối chọi nhau, tại ép thì rất là bảo vệ môi trường, ngược lại còn lùng thì không. Ngay cả những cái tập F như là 2F hay FF thì nhìn chung nó cũng có cái độ là thân thiện với môi trường, nó khác với bụi lùng. Cái ông Quốc F thì hơi, theo mình thì có lẽ hơi cứng nhắc cho cái việc bảo vệ môi trường. Nhưng mà ít nhất thì mấy cái phát xanh khác của F thì hầu như nó đều có một chút gì đó nó thân thiết với môi trường. Chúng ta ít khi nào thấy mà Quốc F mà nó khai thác triệt để môi trường đó các bạn. Egregio Pavali. There are six bottles in the cellar. Oh yeah. Kiếm bạn nhậu ha. Used to have me pour it for his guests. Okay. My appearance intimidated them, he said, which he enjoyed. Không nhá, mình chỉ nói chuyện như một người bạn thôi, không có yêu đương gì với thằng này. Mình thằng này không phải là người xấu, nhưng mà có điều theo mình á, thằng này dạng nó kiểu lãng tử phong trần, mà cái này là chỉ có để yêu thôi chứ không có cưới về làm chồng được đâu. Cưới thằng này về rồi nó cũng chỉ là ăn chơi thôi chứ chả bao giờ nó chịu làm việc gì đâu các bạn. You were his servant as well as his bodyguard. I was his slave. I propped up the furniture when he was so inclined. Ê, bình tĩnh anh trai, gì nóng thế? It's good I can still take pleasure in the small things. Đúng rồi, mọi thứ không dễ gì anh, từ nô lệ thành người tự do mà. You've had a difficult life. I'd rather not speak more of it. Are you certain? I'm willing to listen. Cứ nói muốn gì nói đi, tôi nghe. To my whining, very charitable of you. I've wanted to leave my past behind me, but it won't stay there. Tell me, have you never wanted to return to Ferelden? Đúng rồi, đây là bây giờ đây mới là nhà tôi. I've started a life here. And that's it. You leave it behind so easily. You survive and you move on. What else do you want? Something different. So should you. I apologize. Your life is your own. It simply sounds very familiar. Anh cũng thấy có một căn nhà ở đây, có cái gì đâu nào. If you're looking to start a life,
You could stay. We shall see. I should thank you again for helping me against the Hunters. Had I known Ansa would find me a woman so capable, I might have asked him to look sooner. À không nhá, không tán tỉnh gì nhá. À rồi rất vui đi ha, nói chung là giúp rất vui đi giúp đỡ chúng ta bạn mà. It turned out well enough. It did at that. I will not keep you longer. Another time perhaps. Rồi, cũng là tới nói chuyện thôi các bạn. Nó cho phép mình tán thằng này hai liên tiếp hai câu luôn á, nhưng mà mình không cần. Mình cần tán con yêu tinh, con em yêu tinh kia thôi chứ thằng này không cần các bạn. Rồi ok, mình đi nói chuyện với thằng Ander nè, coi có vụ gì hay. Có vẻ như là sau cái nhiệm vụ này là mình bắt đầu phải đi làm nhiệm vụ chính rồi các bạn. Nhưng mà kệ nó vậy mới hay chứ bữa giờ toàn làm nhiệm vụ cầu phụ không. Rồi ok, có gì nào nha anh em. I had a friend like you once. Got in all kinds of trouble. Dragged me along. Didn't think I'd be doing that again. I got a bit weighty the last time we talked. Sorry for putting that on you. À thì sao cả, tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe anh, chúng ta là bạn mà. You can tell me anything. Anything? Be careful what you offer. I hope I didn't seem too selfish when I told you about justice. I didn't know what would happen. I figured a willing host, a friend. It had to be better than playing the demon and haunting some corpse. Không sao cả, anh đã làm đúng. Tôi biết là anh có một cái linh hồn quỷ trong người, nhưng không sao cả, chúng ta là bạn, tôi thông cảm cho anh hết. Mình không tán thằng này nhá. Thằng này tuy là người tốt nhưng mà thuộc cái diện ăn cơm nhà đâu, chuyện thiên hạ nhiều quá. Nó đi chữa bệnh mà nó đi chữa bệnh khu thị trấn trên, chắc giờ nó phát tài rồi đó. Nhưng mà nó chữa bệnh ở khu này, thành ra là nó chả kiếm được đồng nào cả. Người mà lúc nào cũng nghĩ cho cộng đồng như này chỉ có làm bạn thôi chứ không thể làm chồng được. We can't always predict the outcome of our actions. We can only make them with a true heart. Kind, wise, and beautiful. You must have made a deal with some demons yourself. I'm sorry, I shouldn't presume. We've hardly met and I feel like I know you. Am I making you uncomfortable? No. No? Keep telling me I'm beautiful. You can't go wrong with that. Oh, I'm sure I can get more creative. Có thằng này chủ động nó tán mình cơ. No, I shouldn't do this. Mình từ chối kiểu kia thì thấy hơi tội nó, thành ra là mình nói không một cách nhẹ nhàng thôi các bạn. Đó, làm tổn thương. À, anh không muốn làm tổn thương em á. À, rồi, tổn thương em sao? Why would you hurt? Mà tại sao anh lại muốn làm tổn ai làm tổn thương em? You saw what I did in the Chantry. That's who I am. A year ago, maybe we could have had something. But I'm not that man anymore. I'll break your heart. And that might kill me as surely as the Templars. Rồi ok, cộng 10 tình bạn như thế này. Rồi à, quên, mình có thể cộng điểm cho nó như vậy luôn cũng được hả, hay quá. Rồi ok, để cộng cái này lên 20 luôn đi cho nó nhiều mana tí. Rồi ok, xong. Rồi phép hả, này cũng chỉ chủ yếu đi chữa thương thôi. Rồi nâng phép tấn công cho nó trước. Có gì cần thì dùng. Ok, xong. Rồi có vẻ như chúng ta phải làm nhiệm vụ chính rồi các bạn. Ok. Rồi đi gặp thằng lùng đó nào. Mình nghĩ kiểu gì cũng có biến thôi, chứ không có phải chuyện đơn giản vậy đâu. Nhưng mà thôi được rồi, không có gì để chúng ta phải lo lắng cả. Cứ thưởng thức cuộc cốt truyện của này thôi các bạn. Game hay mà. Rồi ok. Không có vay tiền gì nhá. Bây giờ đi làm nhiệm vụ chính. Ok.
Rồi nào, đi gặp thằng cha mày coi. You again? What now? I spoke to Varric about becoming a partner. Partner? Bloody Varric. I suppose you're the help he promised. It figures. If you see that sodding bastard, bring him here. I want to hear exactly what he's promised, right from his lying mouth. À, hình như là phải có thằng Varric ở đây nó mới chịu nói chuyện với mình. Rồi, ok. Thì khổ phải chạy về đổi người nữa hả ta? Cho đổi ở đây không? À, không rồi. Ok, về nhà đã. Nhiệm vụ này nó bắt phải đi với Varric các bạn ạ. Rồi ok, cho Varric đi chung luôn. Có những cái nhiệm vụ nó bắt buộc phải như vậy các bạn. Nói chung là không phải chúng ta muốn đi với ai cũng được đâu, mà đôi lúc chúng ta phải đi với đúng người. Có những nhiệm vụ nó khóa nhân vật đó ngay từ đầu luôn, mà có những nhiệm vụ thì nó phải kiểu này nè, nói chung là chọn sai nhân vật rồi quay về còn lại thì không có gì cả. Bình thường anh nói vậy nó mới đúng cốt truyện chứ phải có thằng Varric muốn nói chuyện với nó chứ. You, ah, brotherly love, it's quite something, don't you think? Sure is something. Especially when little brother makes promises I can't keep. Bartrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. What? Partner? You stupid nug-humping dirt farmer. Why'd you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Hmm. Maybe you have a point. Yeah, có đồng ý không? So we're partners. That depends. You got the coin we need? Okay, so we'll I do like. Have your coin, in fact. You're joking. What did I tell you, Bartrand? Not bad for a human. Anh em nó chơi mình kiếm tiền ngay từ đầu các bạn. Full share of the profit between you, me and Varric. Now we just need a decent entrance into the deep roads. Tôi có bản đồ nha. Be just what we need. What's this? Three? Four entrances into the deep roads, all in the free marches? Where'd you get these? Didn't I tell you we could find a Grey Warden? Mother didn't raise a fool. Well, she didn't raise two of them. Well, color me astounded. We just pick the most promising one and go. Time to wrap up any business you have in the city, my friend. We'll be gone for several weeks at least. Let me know as soon as you're ready and we'll head out. Thằng này đổi giọng một liền. Rồi ok, nâng cho Varric rồi, hình như nhiệm vụ này bắt buộc phải đi với Varric rồi các bạn. Rồi không sao cả, nâng thôi. Anh niên này cứ cho lên map cái map này thôi. Rồi nâng cái này lên chọi cho nó mạnh. Rồi, anh niên này cũng có chiêu này hả? Rồi cho lên, có gì có cho anh này bay chứ. Rồi ok, đi thôi, còn tiếc núi gì nữa đâu. So are you ready? It's a long trek. If you have any business you need to wrap up here, you'd better do it now. Đi. I'm ready. Let's get started. And let's not waste any more time. We've chosen one of the hidden entrances. Gì đây? The deep roads there will be nice. Thám hiểm thôi, phải đọc diễn văn nữa. Cái thanh niên này ảo ma Canada nhỉ. Now there's an interesting image. It'll take a week for us to get to the depth we need. Tập hợp ở đây đủ thứ người nha, người lùng có, con người có, yêu tinh có. Nói chung hơi đi buôn, vì thuê được ai thì ok thôi. We shouldn't be taking any needless risks. Giống như mình làm nhớ tới mấy cái đoạn buôn của mình cho thầy các bạn nhớ anh Tài anh chơi. Cái đoạn buôn của người của Trung Quốc nhưng mà trong đó lính Đức, lính Nga gì có đủ cả. Nhưng mà mới được lính nước nào chơi thôi. Mother! I told you not to get involved with this. I just want to know one thing. Are you planning on taking Bethany with you? Tất nhiên, con muốn em đem em con theo. Có vấn đề gì không mẹ? I can't leave Bethany behind. I need her. Mother, I'll be fine. I want to go. It's not fine. You can't both go.
What if something would happen to you? You, I understand wanting to do this. But leave your sister here, I beg you. It's the Templars or the Darkspawn, Mother. At least I'm allowed to fight Darkspawn. Well, you're not going to be able to take everyone anyhow. You'll need to decide. Rồi, ok, kịch bản rồi các bạn. Rồi, bây giờ nè, nói chung là nó kiểu này nó cho mình lựa. Một là có dẫn con em mình đi hay không. Thì giờ mình nghĩ dẫn vậy nè các bạn. Cái game này bình thường cốt truyện của nó không bao giờ nó để một cái sự kiện mà tự nhiên xảy ra như vậy đâu. Chắc chắn là phải có vấn đề. Bây giờ mình phân tích nha. Cái đường Kiprat đó, nó là một cái nơi mà đầy rẫy quân quỷ. Mà đặc biệt á, là nó còn có cái corruption, tức là cái tha hóa nó cực kỳ căng. Hồi đầu là chồng của cái bà hiệp sĩ Avalyn này á, là cũng chết vì cái tha hóa đó. Vậy khả năng cao á, là con em mình cũng vậy. Tất nhiên là nhiều bạn sẽ nói, ôi sao nhân vật chính của chúng ta không sao. Thì các bạn nhớ định luật nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta miễn nhiễm với một số thứ. Nói chung là kịch bản, tất nhiên là trên thực tế thì nhân vật này không được miễn nhiễm với những cái đó. Nhưng mà kịch bản nó vô cố tình ngó lơ các bạn đúng không? Anh đặt kiểu gì nhân vật của chúng ta cũng không được, cũng sẽ được sống thôi. Nhưng mà con em mình thì không, chắc là không được như vậy. Cho nên bây giờ game nó mới bắt chúng ta chọn lựa. Cho con em chúng ta đi thì nó sẽ chết. Nhưng mà để nó ở nhà thì mình nghĩ kiểu gì cũng có biến. Tại bây giờ mình đang thiếu tiền, mình không có tiền mình đút lót. Khả năng cao là mình về là em bị bắt đi mất rồi. Nói chung là giờ tình nghĩa chị em thì mình dẫn em theo thì là chị em lúc có nhau nhưng mà khả năng cao nó chết. Bỏ nó ở nhà thì bây giờ sợ nó bị bắt. Thì bây giờ nghĩ đơn giản vậy là nó bị bắt ít chứ cũng còn sống thì thôi mình để nó ở nhà đi. À khoan, nếu mà suy nghĩ theo một hướng ngược lại thì bây giờ nghe nè các bạn. Chúng ta đang là những người thừa kế tài sản của ông ngoại để lại. Nếu bây giờ em mình chết, mẹ mình thì già rồi. Vậy thì bây giờ sớm muộn gì khi mà mẹ mình mất là tất cả tài sản là của mình. Nếu con mắm này chết, con em mình chết vậy tất cả tài sản là của mình. À, cái ý này nè cũng hay nha, phải suy nghĩ lại à. À để mình suy nghĩ coi cho đi hay không cho đi ta. Ai chà, khó nghĩ quá các bạn. Thôi giờ mình nghĩ về đi các bạn. Tài sản ông ngoại để lại chắc chắn cũng rất là nhiều, nguyên cái biệt thự to đùng mà chưa kể nhiều thứ khác nữa. Mà bây giờ chị em có nhau biết bao lâu rồi, bây giờ không lẽ gì giúp gia tài mà mình đẩy em mình vô được chết đúng không? Thành ra thôi giờ mình quyết định là cho nó ở nhà. Dẫn con yêu tinh này theo. Rồi cái để coi. Dẫn luôn hàng Under này theo đi. Mình chưa cho nó theo lần nào, vậy là hai cung thủ, hai pháp sư đội hình tấn công toàn diện nhưng mà không có thủ. Rồi ok, thử đội hình này thử một lần có nó sao. Dẫn thằng Under đi theo cho chút cho vui. Ok. Rồi ở nhà nha em gái. Oh, thank the maker. Are you sure about this, sis? I hope you're not just trying to protect me. Anh nói câu này nghe phủ quá các bạn. Nói câu này cũng được thôi rồi. Mẹ nói đúng, em nghe lời mẹ đi em. We can't both go into the deep roads. Đúng rồi, chết chị còn em, bây giờ chị đi chị có chết thì ở nhà còn em lo cho mẹ. I hope you're right. Chứ giờ chị em đi hả, hai chị em mình chết hết rồi mẹ ai lo. Ok, chúng ta đi thám hiểm thôi các bạn. Now let's get underway. Been a long time coming, eh brother? That it has. The deep roads await. Ok, bây giờ chúng ta tới Deep Road nào. Cái Deep Road này họ phiên bản Origin mình đi một lần rồi, nhưng mà lần đó là mình đi là có sự hỗ trợ của người lùn. No, rất nhiều thứ. This can't be right. The champion and her apostate sister came to Kirkwall to spread subversion against the Chantry. But you claimed this wasn't the case. The champion just happened to have dealings with the Qunari, joined forces with a blood mage, a rebel warden, and for what? Coin? Maybe it's not as simple as you imagine, Seeker. À, con này nó đang không tin nhiều những gì thằng lùng này kể, tại vì nghe những câu chuyện của mình nó khá là bất hợp lý. Do I need to tell you how many lives have been lost? How many more will be lost? You cannot sit there and tell me she is innocent. I don't know if innocent is the right word exactly. She must have known. Somehow the champion knew what was down there. That's why she wanted to join your expedition. No. None of us knew. If we had, this would have all turned out very differently. Is that so? Then tell me your version of what happened on this expedition. Well, we entered the deep roads as planned, but we didn't get very far. Mà thật ra mình dẫn thằng bác sĩ theo là mình nghĩ tại vì chắc chắn là sẽ cần chữa thương hay gì đó rồi các bạn.
không phải tự nhiên mình dẫn thằng Ander theo đâu. Thằng này nói chung đi trong những cái vụ này là mình sẽ bị tạm bị tách cách ly khỏi những cái môi trường xung quanh. Nói chung là mình sẽ không trở về mua đồ hay sắm đồ gì được. Thật ra là phải có bác sĩ thì ra các bạn để cứu. Is there some way around? Not that I've been able to find. The side passages are too dangerous. Đường bị chặn rồi các bạn, không đi vòng được nữa luôn. Ừ, đấm luôn. Useless. What am I paying you blighters for? Set camp. Rồi hạ trại. Problems, brother. Sodding deep roads. Who knows how long it'll take to clear the path? Shall we not try to find a way around instead? Seems like the logical choice. You think I'm an idiot, Barak? The scouts say the side passages are too dangerous. Đừng có bỏ cuộc vậy chứ. We need to do something. Sitting out here in the open is just as dangerous. We'll take a look. If we come running back, screaming, you'll know staying put was the right decision. Fine, fine. Find a way around. Just do it quickly. Ok, giờ mình đi vào được. This is why I left the wardens. I hate the blighted deep roads. I hate to add to your burdens, my friends, but I fear I must. I fear my boy Sandy. Ông này bị lạ mất con rồi bạn, các bạn ơi. Right now. I beg you, keep an eye out for him. He just doesn't understand danger. Con ông này bị khờ, chỉ là nó giỏi ràng đúc rồi thôi, nó tội cảm đồ. Ok, đi kiếm con gì mà ổng mới gì đâu. We'll bring him back if we can. Poor Sandal. I can't believe he's done this. Let's move quickly then. Rồi ok, sao cả. Giúp đỡ người gặp khó khăn đó các bạn. Rồi ok, chúng ta đi nào. Khoan đã, thằng Ander mình chưa kiểm tra thằng này. Họ trên trang chưa có độ. Dam Spirit à. Physical Dam, con Dam. À, là cho nó đam mà Spirit đi. Rồi đồ của nó thì không có rồi, ok giờ nè. Để coi cái này hay có vẻ gì hợp với nó hơn. Nhẫn có cái nhẫn gì nè, à rồi nhẫn ok. Phải đam rồi đúng luôn, mail. Rồi ok cho luôn. Thuốc, rồi, thằng này chắc khả năng nó ngủm cũng cao, cho nó thuốc này đi. Thôi bây giờ tất cả các nhân vật đều sẽ được để thuốc này sẵn, còn cần thì dùng. Tại vì giờ không có quân làm tường, cho nên không có được việc làm tường, cho nên là ai chắc cũng có khả năng sẽ bị ngủm. Cho nên là thôi cho tất cả thuốc. Rồi ok. Rồi chúng ta đi các bạn. Ê, no, tôi đi đâu. I swore I would never come down here again. Nó là cái con đường này quen quá các bạn ơi. Cảm giác là cứ như hồi chơi Origin mỏ, phần Origin nó nhưng có điều giờ đồ họa đẹp hơn chút. Đúng rồi, là nó màu phỏng, nó tả thực hơn chút, và hồi phần 1 mình nhìn nó giống truyện tranh. Ây da. Ok. Ai dạ. À tụ lại tốt. À chót cưng đâu. À cắn rồi mấy cái gì. Ok chúng ta đi nào. Cũng mới là mấy con quỷ con thôi, không có gì là đáng sợ lắm đâu các bạn. Ây da. Ồ, cái này là thời thùng mọi người để chế mana nè các bạn. Tuyệt vời. Con này đi thu thập thôi. Rồi về sau đó là có thể chế được dễ dàng. Ok. Ồ, tụi này nó bị cái gì ta, giống như là bị đóng băng hay cái gì đó vậy đó. À có một con mạnh thôi hả? Mấy con kia là con cóc nhái ảnh ương thôi. Rồi ok, chỗ này cũng phải là nguy hiểm lắm. Ồ, một cái nón xịn. Nhưng mà bèo hơn cái nón của mình đang đội. Cái búa này thì dành cho thằng chơi hai tay rồi.
Ok, cậu bộ sẽ lượm được rất nhiều đồ nhưng mà sẽ không bán được đâu. Để coi rư mình còn nhiều không. À rồi, học xong ra còn đủ, còn đủ. Ok, mở cửa ra nào, mới có cái gì. Vừa mở cửa ra có địch rồi hả? Mày thôi. Úi chà, à, bắt đầu có mấy con đại ca ra rồi đó nha các bạn. Úi chà, con này mạnh lắm đó. Rồi ok, tạm ổn. Rồi ok, đi dò đường kiểu này cũng nguy hiểm quá các bạn. Mà trên này có gì không? À không, được trận rồi, bị trận rồi các bạn. Đường này không đi được, rồi ok. Ra cả xuống này thám hiểm một chút. Và một cái rương nữa có gì hay không nào. Ồ một cái siêu. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. À không chết chết, bà Vali không có đi với mình. Rồi rồi ok không sao. À một loại dược liệu nữa hay quá. Mình chưa mua đủ đạn nữa các bạn. Rồi một cái bèo. À là 4 đam nữa nữa. Dài. Ồ dài mình ngon hơn. Có bộ là mình lụm được khá nhiều độ xịn nữa các bạn. Ôi dạ. Ây dạ, cửa nó không mở được rồi, mình không đủ điểm mở. Ô nhận đại ca ra, nhận đại ca ra. Rồi ok. Này thì nhận đại ca này. Ủa sao nó không tung chưởng nhỉ? Cả đống chưởng không dùng. Ở đây lúc đồng đội mình nó hơi nháo nha. Ê, uống máu nhanh. Ơi, rồi ok, phải dùng chiêu này rồi. Rồi bắn đi đồng chí. Ơi, ưu tinh chết rồi các bạn. Nguy hiểm quá. Ơi thằng bác sĩ. Cho nó biết tay đi chứ. Rồi, không có quân làm tường, nguy hiểm quá các bạn. Ê, có chiêu bơm máu không? Bơm ở trời, nó xài chiêu bơm máu luôn rồi. Rồi ok, liều mạng quýnh chiêu này luôn. Thanh niên này thì bay chiêu bay này nữa rồi. Rồi ok, hay quá. Rồi uống miếng thuốc vô đi em. Ok nè, nâng cái này. Ồ, thiếu một điểm thanh chứ đau thiệt. Rồi để xem nào, à rồi có chiêu mới rồi. Chiêu này chắc quốc xuyên giáp á. Rồi, thanh niên này nâng chiêu coi. Em này nâng magic vô. Em này nâng hơi bị lung tung. Rồi thôi, chiêu này nâng rồi, nâng tiếp. Under thì nâng tiếp cái này thôi. Ok. Nhưng mà có cái gì ở đây nè. Ok ok. Oh mở được rồi, mở được rồi, hay quá. Oh một cái búa nữa, ngồi cái này mình không cần đâu. Sao nó ra vũ khí cận chiến cho chiến sĩ nhiều quá vậy ta. Hình như không dẫn chiến sĩ theo lần này là hơi dở rồi. Dẫn hạ Under này theo nhìn thấy nó không giống, không muốn đi thì nó miễn cưỡng nó đi theo mình thôi, chẳng qua nó muốn trả ơn. Rồi dùng cái chiêu bắn thử coi nó làm sao. Bắn mạnh không? Ồ, oh. Oh, mạnh đó nha. Rồi lại chưa nâng cấp hết cho nên chưa mạnh lắm thôi. Rồi ok, lại một cây nấm nữa, quá tuyệt vời. Ồ, oh, nó đánh như sao luôn.
À, anh em đánh đi, tôi lùng đầu. Ok. Rồi, ok, nói chung đội hình của mình không mạnh nhưng mà có một điều là thủ hiểu. Well, I'll be a Nug's uncle. Isn't that Bodan's boy? Ê, thằng này lợi hại vậy. Mình nó cân hết nguyên đám luôn ta. Mình không biết là thằng này biết quýnh nhau nha. Hello. Talk about dumb luck. Em có sao không? Are you injured? How did you do this? Em làm cách nào bằng cách nào? Gì đây? Boom. Lũ đạn à, lũ đạn băng. And how did you do that? Not enchantment. Cái này không phải là để khảm. Smart boy. Okay. Thằng nhóc này thiên tài luôn chứ không minh. Still need to find a way past that collapse. Lại chỗ tôi một mình nó cân cả đám luôn chứ. Ây da, lợi hại quá vậy hả? Ok. Rồi đi tiếp nào. Đây có thông tin về Deep Cross đây. Ok, mấy cái đó thì phải không đọc làm gì. Mấy con này khả năng cao mình đi qua nó mới sống dậy này nha. Đóng băng luôn, quá tuyệt vời. Đánh đẹp đó anh em. Ok. Rồi ở phía sau anh em. Rồi không sao cả anh em, choáng nó. Hết thể lực rồi, đúng rồi. Có một con khá mạnh đó để dùng chiêu này bắn một phát. Một. Ok, bắn chiêu này luôn, không chút mana. Cái thằng Under này tuyệt chiêu nó không dùng ta. Ủa, thằng Under này nó chỉ thích buffer, nó không chữa. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Xem coi có gì hay hay ở đây không. Rồi vâng, không có gì hay mà có địch. Nó chạy, nó biết chạy lẻ lẻ rồi chứ. Ồ, nó mạnh đó, chứ phải một phát bắn gục. Rồi ok, cũng may là có con chó đi thôi. Rồi không sao cả, cũng chỉ là mấy thằng bắn nỏ tào lao thôi. Một quỷ mà có nỏ để bắn là cũng lợi hại lắm á nha. Vào khá là ngon. Vào vàng luôn nha các bạn, không phải vào tường nữa. Rồi ok, coi như không có quân làm tường, coi như những chó cũng được. Chó là một triệu hồi, chết là triệu hồi tiếp. Rồi ok, ở đây quýnh lên sắc đẹp quá các bạn. Rồi ok, đi tiếp nào. Cái đạo hết à, nhưng mà cũng gục nhanh thôi, giờ con O này không còn lợi hại nữa rồi. Bốn thằng nó bắn thì làm sao chịu nổi, đi chung với đàn em còn nguy hiểm. Ồ,
một cái rương. Lại một cái bell nữa, quá tuyệt vời. Lần này về không kiếm được gì, còn không kiếm được đồ, muốn về bán cho chai cũng vào sụ các bạn. Một con rồng, rồng. Chỉ sợ mày chắc. Nhào vô nào, ngon nhào vô. Rồi. Để coi. Nhắm. Rồi. Thanh niên này nhắm. Ok. Ê, bình tĩnh, bớt nóng. Ôi chà ơi, mấy con đồng con nữa, nguồn quá. Ê, bà lít, bắn phát. Thằng này, giữ băng mau. Rồi, ok, nó sẽ đi cross mẹ người đó. À, nó không bị choáng các bạn ơi. Uống miếng vô đi với. Uống miếng mana vô em. Thằng này nó nhiều mana mà thằng cáo thì thấy nó dùng nữa. Chị rồng này có bộ là nóng quá nha. Anh nó bình tĩnh mà. Bắn vào mẹ trước nè. Anh em chơi nó. Mày chơi chiêu mau nhanh. À, nguyên một bầy rồng luôn. Con rồng kháng băng. Ngàn ấy kinh nghiệm luôn mà vậy là cũng hơi ít đó nha. Một cái khiên quá ngon. Một cái cung xịn. Để coi đổi cung đi. Cung này chắc cung ngon. Để coi. Nó tăng sát thương chí mạng à. Ok, cung này nhìn ngầu hơn á. Ok. Không có gì là chúng ta đi tiếp. À, có vẻ tới đây là mình đi vào đường đủ rồi. Tưởng mình đi tới nơi luôn chứ. Là chắc chỗ này là hạ trại nè các bạn. He'll be so pleased. Bartrand, we found a way around your damned cave-in. It's about time. Let's move out! Holy shit. Is this what you were expecting? I thought. Có bộ đường đi còn dài lắm. Nhà vô đây mới là vô cái đường chính nè, còn nãy giờ đi đường phụ thôi, mà quýnh nó quái khóc nhái nừng rồi. Scavenger tales. After the third blight, a week below the surface they said. But nobody believed them. Looks like they were right. Make camp here. We need to look around. Rồi ok, mình nghĩ là nhiệm vụ này còn dài nữa, mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình. Mình là La Bách Hợp.